Hello, xin chào, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về những cái tai biến có thể xảy ra khi mà chúng ta tiêm filler tại vùng cằm. Để tạo hình cằm ấy thì đây là một cái kỹ thuật mà nó không có khó, nhưng mà để nó đẹp thì lại phải cần có một cái chút tư duy về thẩm mỹ. Vậy thì để làm thế nào để chúng ta có thể biết được đây là một cái cằm đẹp, thì quay trở lại cái video trước mình đã nói là cái quan niệm về một cái cằm đẹp có nghĩa là cái chiều dài từ trụ mũi này đến cằm nó phải chiếm 1/3 cái chiều dài của khuôn mặt, cũng như là khi mà chúng ta nhìn nghiêng này, chúng ta thấy là mũi này, miệng này và cằm thì nó phải nằm trên một cái đường thẳng, thì tính là cái độ nhô của cằm là sẽ là hợp lý, và chúng ta dựa vào đó để chúng ta có thể vẽ ra một cái hình thức mà chúng ta có thể kiến tạo nên một cái cằm đẹp. Vậy thì nếu nói về rớt mốc giải phẫu để chúng ta có thể tránh những tai biến của vùng cằm thì ở đây nó chỉ có duy nhất động mạch mặt thôi và cái động mạch môi dưới, nhưng chủ yếu vẫn là động mạch mặt. Thế còn động mạch môi dưới này, nếu bạn nào mà có một cái hõm ở đây, tức là khi mình nhìn nghiêng ấy, mình thấy nó bị hõm quá, thì lúc đấy chúng ta có thể sử dụng cannula. Còn riêng đối với vùng cằm là cái vùng này là vùng không có mạch, cho nên là so với những cái vùng khác tiêm filler thì cằm thì khá là an toàn. Và cái nhiệm vụ của mình là tránh cái động mạch mặt này ra mà thôi. Thì riêng đối với cái việc mà chúng ta tiêm filler để tạo cằm thì chúng ta có thể dùng kim, vì cái vùng này là vùng không có mạch. Nhưng khi mà chúng ta đã tạo hình cằm rồi mà chúng ta không tạo đường viền hàm thì lúc đó tạo thành một cái cằm nó rất là xấu. Tức là khi mà khách hàng người ta cười lên ấy, nó tạo thành một cái ranh giới đối với lại cái nền xương cằm cũ của mình, thì nhìn nó sẽ không hợp lý lắm. Và chúng ta nên tiêm thêm cho hai cái đường viền hàm để tạo cái cảm giác thoai thoải và nó giống như một cái cằm thật của mình. Thì đối với đường viền hàm thì chúng ta phải tránh cái động mạch mặt bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cannula để đi vào cái vùng này để tránh những cái tai biến chúng ta đâm vào mạch. Qua cái video vừa rồi thì mong rằng là cũng có cung cấp được một cái thông tin nào đó cho những các bạn mà đang tìm hiểu về filler. Hãy like và share cái video này nếu các bạn thấy chúng giúp ích được gì. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 20:30 tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Bye bye!